Thúy Ngân đăng ảnh mặc váy cưới, dân tình gọi tên Trương Thế Vinh vào vai chú rể. Trên trang cá nhân, Thúy Ngân đăng tải bức hình diện váy cưới cùng mái tóc màu tím nhạt. Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, người hâm mộ liên tục ùa vào réo tên voi biển Trương Thế Vinh. Khán giả không ngại đẩy Thùy Ngân Vinh quyết liệt, nhiều người để lại bình luận mong cặp đôi sớm ngày trở thành một cặp. Dễ dàng nhận ra người hâm mộ đang dành nhiều tình cảm và mong thuyền của cặp trai tài gái sắc nhanh chóng cập bến. Từ sau khi xuất hiện cùng nhau trong loạt game show, Thùy Ngân và Trương Thế Vinh liên tục được đẩy thuyền vì quá đẹp đôi. Trường Giang còn tiết lộ Thùy Ngân và Trương Thế Vinh từng hẹn hò từ thuở mới vào nghề khiến dân tình thêm thích thú và mong cả hai nhanh chóng công khai tin vui. Trước đó, khi được hỏi về tin đồn tình cảm với Trương Thế Vinh, diễn viên Cây Táo Nở Hoa cho biết tin đồn tình cảm với anh Vinh đã có từ lâu. Chúng tôi nói rằng mọi người yêu mến Thúy Ngân, Trương Thế Vinh quá thì có thể chia sẻ, nhưng hy vọng ai cũng hiểu được rằng chúng tôi chỉ là bạn bè cùng làm nghề. Chúng tôi không hẹn hò nhưng mọi người vẫn đồn đại. Thật ra sự thật luôn là sự thật, mình có tô vẽ hay biến cho nó mất đi cũng không được, tình anh em đồng nghiệp vẫn là anh em đồng nghiệp. Lúc tin đồn mới xuất hiện, thật sự là chúng tôi cố gắng tránh mặt nhau vì tôi và anh Vinh đều ngại chuyện tin đồn tình cảm cứ thế mà trộn lên mạnh mẽ. Lúc đó cả hai đều có người yêu, biết là khán giả vì yêu mến mới đẩy truyền, nhưng người yêu cũng suy nghĩ nên chúng tôi mới hạn chế tiếp xúc với nhau một thời gian. Nhưng vì khán giả cứ gán ghép liên tục nên chúng tôi cũng đành chịu. Hai anh em biết ở đâu là giới hạn vừa phải để còn tiếp tục làm việc với nhau, để mọi người không nghĩ hai anh em tận dụng tin đồn PR hay câu view.